bông ơi, bông đi ơi đâu, bông được, bông đi Hàn Quốc này mọi người ơi, Hàn Quốc. Bông con trâu. Thì cũng đúng đấy, nhưng mà bây giờ... Bông ơi, bông ở nhà đi học. Không đi học, ấp vợ ông, vợ ông nói. Ấp một tháng. Thế đi, bao giờ mới trồng được khoai? Vậy mà anh nhớ bông tay anh rồi. Đau anh khóc, anh thân thương người trời. Thương sao anh? Hả? Tâm biết không? Vợ yêu bông nhiều đúng không? Ừ, biết rồi, bông đi, thích có em. Đi chơi có bông. Đi chơi có bông, đi ngủ có bông, ngang đâu. Bông thích có em. Em gì gì? Em bé, có em có bông. Em bé, có em bé Queen này có. Thích, thích, có em bé. Không, có. Bông thích em bé là vợ chồng mình nghe. Bông thích em bé vợ chồng. Làm gì vậy ông này? Làm gì vậy mọi người này? Không, tại sao mọi người nói phi sợ này? Không sợ, ở đây có bông, không sợ. À, vợ nói happy birthday chồng gift con. Happy birthday chồng là gift con có bông đi, con. Vợ chồng đi ngủ nhá, đau đầu quá. Rồi suy nghĩ. Tay giờ này đâu? Vợ chồng suy nghĩ nhiều, chồng đau đầu. Nói trong có kịp con nè. Vợ mua không biết. Vợ có con ơi, giúp. Con xem xe mẹ. Con không có tiền. Vợ bảo kê con tiền. Giúp Thôi đi ngủ đây. Đợi đợi một tí. Làm gì đấy cháu? Toilet, đi ngủ. Tại sao toilet đi ngủ? Katanya gak takut, tapi kok mulutmu gemeter. Aku kedinginan AC itu loh guys. AC ku 18, 19 itu loh guys. Pantesan dingin banget gitu loh guys. Kok dingin gitu loh, tangan kok dingin gitu loh guys. Ini enaknya beli makan apa ya guys. Aku pengen McDonald's. Doi kok. Có con chim vành khuyên nhỏ không? Năm gì đấy cháu? Chồng hát. Hát bị gì đấy cháu? Không biết.
Tại sao đèn trống? Ừ, hát bài gì nhỉ? Ai mới biết được. Người. Dạ. À, vợ ở PK chồng không? Không, chồng PK đi. Cay. Cay quá. Để một tí. Phở cặp mua. Mua nó phở đổi chồng. Ừ. Phở mua tháng không ăn chồng. Hát bài gì mọi người? Anh mới biết chứ. Hát bài gì? Mọi người thích hát bài gì? Hót đi chim, hót đi chim. Trông vì hót đi chim. Đây rồi, bài hót đi chim đây rồi. Em nghe gì không hỡi em? Bài này em không thuộc. Hát bài khác đi. Hát bài khác đi mọi người. Không bao giờ vào tay. Đúng. Còn nước. Còn tát không bao giờ bỏ tay luôn. Mà hết nước, còn nước còn tát. Mà hết nước chúng ta khoan giếng. Đúng không? Helicopter can help. Là cái gì? Gì? Sợ cái gì vợ? Kết hôn. Kết hôn happy happy à, tại sao sợ? Bye bye vợ nha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.